đã được thiên sứ báo tin và các mục đồng đã đến để thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Và chúng ta biết rằng những mục đồng được tượng trưng cho những tâm lòng đơn sơ, không phải là những người có học thức cao xa uyên thâm. Họ có tấm lòng đơn sơ, nhưng với tấm lòng đơn sơ đó thì Chúa cũng rất là yêu quý. Và hôm nay, ngay giờ phút này, chúng ta sẽ hòa lòng với các em thiếu nhi của hội thánh chúng ta, cũng với những tấm lòng rất đơn sơ để ngợi khen Chúa. Và tôi tin chắc rằng Chúa cũng rất vui lòng để lắng nghe những tiếng ca, tiếng hát của các em dâng lên Chúa trong buổi hôm nay, để ngợi khen sự Giáng sinh của Chúa, để ngợi khen tình yêu thương mà Chúa đã ban cho nhân loại qua sự Giáng sinh của Ngài. Xin mời các em. Xưa ấy nơi chuồng chim máng cỏ Bethlehem thị trấn của Giu-đan, cả tôn làng chìm giấc ngủ đầy mê, con trời đến làm hài nhi bé nhỏ. Bởi vì con đang làm được lạc lối, trong chìm sâu trong tam tối tội âu, linh hồn này đang vào cõi hư vô, tình yêu Chúa hy sinh đàng giáng thế. Ngài giang tay cứu chúng con hết thảy, tội tình con Chúa tha thứ xóa vôi, tâm linh con được phiếu trắng sạch rồi, làm con Chúa thật chứa trang hạnh phúc. Amen. Jesus, ta giáng sinh, nơi nước chi.